Chào các em học sinh yêu quý, rất vui ngày hôm nay cô Trang đã quay trở lại và cùng chia sẻ với các em về phương pháp làm bài văn nghị luận về truyện và về thơ ngày hôm nay. Và như các em cũng đã biết là dịch bệnh corona vừa qua chắc chắn là sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc ôn thi của các em cũng như việc học tập của các em và sẽ làm gián đoạn ít nhiều trong cái tiến trình học của các em, đặc biệt là tiến trình ôn thi đúng không nào? Và chắc chắn là chúng ta cũng sẽ có một phần nào đấy tâm trạng hoang mang lo lắng khi mà chúng ta nghỉ học ở nhà mà kiến thức thì chúng ta lại không được lĩnh hội trực tiếp tại lớp. Và để đáp lại những lo lắng băn khoăn đó của các em thì ngày hôm nay cô sẽ cùng ở đây cùng chia sẻ với các em, cùng giải đáp tất cả những thắc mắc, những băn khoăn của chúng ta về kiểu bài nghị luận liên quan đến tác phẩm truyện và tác phẩm thơ. Có thể nói rằng là trong đề thi văn vào 10 thì kiểu bài nghị luận về truyện và nghị luận về thơ là hai kiểu bài mà chiếm cái trọng số điểm rất là cao. Và đó cũng chính là cái phần văn bản, các tác phẩm văn học chính mà các em được học trong chương trình ngữ văn lớp 9. Thế thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại và điểm lại các tác phẩm mà các em đã được học. Về các tác phẩm thơ thuộc thể loại trữ tình thì chúng ta được học các tác phẩm học kỳ 1, chúng ta được học bài thơ Đồng Chí, bài thơ về từ đội xe không kính, ánh trăng, bếp lửa, đoàn thuyền đánh cá. Học thêm thì chúng ta có bài khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ. Ở học kỳ 2 thì chúng ta học các bài Mùa xuân nho nhỏ, nói với con, sang thu, viếng lăng bác và bài đọc thêm đó là bài con cò đúng không nào? Còn về tác phẩm truyện thì toàn bộ chương trình ngữ văn lớp 9 các em được học tất cả 6 tác phẩm truyện, đó là tác phẩm Làng, Chiếc lược ngà, Lặng lẽ Sapa, Những ngôi sao xa xôi và tác phẩm đọc thêm đó là Bến quê. Thế trong quá trình khi mà cô dạy cũng như là chấm bài của các em liên quan đến kiểu bài nghị luận về truyện và nghị luận về thơ thì cô thường thấy là các em học sinh của chúng ta thường hay có những điều lầm tưởng. Điều lầm tưởng đầu tiên là các em nghĩ rằng là viết văn là chém gió, có nghĩa là chỉ cần viết sai ra là được, rồi là có thể là suy diễn thế nào cũng được, không sao cả, miễn dài là được. Và đấy là dẫn đến cái lối suy diễn thứ hai là nói dài và nói dại. Cái lầm tưởng thứ ba của các em đó là việc là chúng ta nghĩ rằng là chỉ cần đọc văn mẫu tham khảo là được, và cuối cùng là chúng ta thường hay là nước đến chân mới nhận. Thế thì bốn cái điều lầm tưởng đấy đã khiến cho em gặp rất là nhiều những khó khăn trong quá trình mà các em chúng ta học văn cũng như là làm sao để nâng cao được hiệu quả điểm với môn văn đúng không nào? Thế thì ở đây ngày hôm nay cô sẽ cùng chia sẻ với các em. Đầu tiên là cô sẽ cùng bước vào cái kỹ năng đầu tiên mà cô thấy các bạn học sinh thường hay mắc phải cái lỗi sai, đó là về kỹ năng trình bày. Thế thì khi mà các em trình bày, điều đầu tiên là chúng ta, đây là cô đang nói những điều chung trước đã, sau chúng ta sẽ đi vào hai kiểu bài là nghị luận về truyện và nghị luận về thơ. Cái đầu tiên là về kỹ năng trình bày thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều bạn viết chữ không rõ ràng, thì điều đầu tiên là các em cần phải viết rất là rõ ràng, trình bày khoa học đấy, rồi là chúng ta không được phép gạch đầu dòng, và trả lời thì chúng ta phải trả lời rất là rõ ràng mạch lạc. Về hình thức trình bày, chúng ta không dùng bút xóa, không gạch xóa, gạch đi viết lại và tẩy xóa làm ảnh hưởng đến cái hình thức của bài làm chúng ta. Rồi những cái rất đơn giản và nhỏ nhặt như là tên tác phẩm này, hay là khi chép các câu thơ các em cũng phải cho vào trong dấu ngoặc kép. Rồi khi mà các em muốn bổ sung, nếu mà viết xong rồi chúng ta muốn bổ sung thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đúng nào? Hay là trích thơ chúng ta sẽ trích như thế nào? Đấy, tất cả những cái điều đó là thuộc về kỹ năng trình bày của các em. Và cô sẽ chia sẻ là khi mà làm đối với kiểu bài nghị luận về truyện và nghị luận về thơ thì ngoài việc là chữ viết rõ ràng và trình bày khoa học ra thì chúng ta cần phải chú ý là không được gạch đầu dòng này, và tên tác phẩm phải cho vào trong ngoặc kép. Khi mà trích thơ thì chúng ta thấy là có hai cách trích đúng không nào? Trích dọc và trích ngang. Trích dọc có nghĩa là các em chúng ta sẽ trích cả khổ thơ và chúng ta xuống dòng. Đấy, ví dụ như là bốn câu thơ đầu của đoạn trích, bốn câu thơ đầu của bài thơ Đoàn thuyền đánh cá chẳng hạn, mặt trời xuống biển như hòn lửa, sóng đã cài then đêm sập cửa, đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, câu hát căng buồm cùng gió khơi, thì rõ ràng chúng ta sẽ xuống dòng và chúng ta đánh dấu ngoặc kép và chúng ta trích toàn bộ cả bốn câu thơ đó, người ta gọi đấy là trích dọc. Thứ hai là trích ngang. Trích ngang có nghĩa là trong quá trình khi các em đang làm bài, chúng ta làm đến đâu, chúng ta phân tích đến biện pháp tu từ nào thì chúng ta sẽ trích luôn cái câu thơ có chứa biện pháp tu từ đó. Đấy, cô lấy ví dụ như là hai câu thơ đầu của bài thơ Đoàn thuyền đánh cá, nhà thơ đã sử dụng biện pháp nhân hóa và ẩn dụ qua câu thơ mặt trời xuống biển như hòn lửa, sóng đã cài then đêm sập cửa, tức là chúng ta sẽ trích luôn vào trong quá trình em làm bài và không xuống dòng nữa. Thứ hai là khi mà các em đi thi thì chúng ta sẽ gặp hai kiểu bài, đó là kiểu bài viết đoạn văn và kiểu bài viết cả bài văn. Thế thì dù là kiểu bài viết đoạn văn hay viết bài văn thì chúng ta cũng phải cố gắng là khai thác tối đa đề bài, và cố gắng là khai thác tối đa đề bài để đưa đề bài đấy trở thành cái mục tiêu
mục đích mà chúng ta hướng đến để chúng ta làm. Rồi là nếu như bạn nào mới viết đoạn văn, diễn dịch, quy nạp hay là tổng phân hợp chẳng hạn, thì chúng ta cũng xác định câu chủ đề bằng việc là khai thác tối đa đề bài. Đấy, vậy triển khai thành các ý. Dù là đề bài có là cảm nhận, suy nghĩ hay là nêu cảm nghĩ của em, thì tất cả chúng ta sẽ quy về kỹ năng phân tích, nghị luận về thơ và truyện. Diễn đạt thì ta cần phải chú ý là diễn đạt mạch lạc, có sự liên kết ý, không nên văn hoa sáo rỗng, không dùng những cái từ văn nói trong quá trình viết, dùng từ ngữ phù hợp, tránh dùng những cái từ ngữ mơ hồ và khó hiểu. Thì đây là những cái yêu cầu chung trong quá trình khi mà các em chúng ta làm bài nghị luận về truyện và nghị luận về thơ. Cô sẽ đi vào phần chi tiết. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau kỹ năng làm bài nghị luận về thơ trước. Các tác phẩm thơ hay còn gọi là thể loại trữ tình chiếm rất là nhiều trong các văn bản mà các em được học trong chương trình ngữ văn lớp 9 cũng như là trong chương trình ôn thi vào 10 của các em. Khi nói đến thể loại trữ tình thì chúng ta cần phải nhớ một cái đặc trưng của thể loại trữ tình, đó chính là cái tính chất tình cảm thể hiện ở trong đó, đúng không nào? Thế thì trong quá trình mà làm bài và học bài các tác phẩm trữ tình về thơ thì các em lưu ý chúng ta cần phải nắm được các cái đặc điểm sau đây. Thứ nhất là các em cần phải tìm hiểu được cái chủ đề, cái nội dung chính khái quát của toàn bộ bài thơ đó là gì. Sau đó chúng ta sẽ tìm được mạch cảm xúc mà xuyên suốt trong toàn bộ bài thơ. Mạch cảm xúc là cái mạch ngầm cảm xúc của tác giả, nó thể hiện toàn bộ cái ý đồ sáng tác của nhà thơ. Cô lấy ví dụ như trong trường hợp bài thơ Nói Với Con chẳng hạn, thì các em thấy mạch cảm xúc của bài thơ Nói Với Con đi theo trình tự, đó là từ tình cảm gia đình mở rộng thành tình yêu quê hương, từ những cái kỷ niệm gần gũi mở rộng thành triết lý và lẽ sống. Và từ đấy thì khi mà xác định mạch cảm xúc rồi thì chúng ta sẽ xác định được bố cục bài thơ chia ra làm 3 phần. Đó là nói với con về cội nguồn sinh dưỡng, nói với con về phẩm chất tốt đẹp của người đồng mình và lời nhắn nhủ của người cha. Hay là mạch cảm xúc trong bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá của Huy Cận chẳng hạn, thì các em thấy là bài thơ được đi theo trình tự, mạch cảm xúc đi theo trình tự là hành trình của đoàn thuyền ra khơi từ hoàng hôn của ngày hôm trước đến bình minh của ngày hôm sau. Và dựa mạch cảm xúc đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể chia được bố cục rất là dễ dàng, đúng không nào? Điều thứ hai trong quá trình khi mà các em tìm hiểu về một tác phẩm thơ mà chúng ta luôn luôn phải nhớ, đó chính là thơ là tiếng nói của tình cảm và cảm xúc. Và trong thơ ca thì ngôn từ rất là cô đọng, rất là xúc tích, hàm xúc và cô đọng. Chính vì thế nên là chúng ta phải tìm ra được cái hay cái đẹp của trong những ngôn từ sử dụng, cũng như là những cái biện pháp nghệ thuật, biện pháp tu từ được sử dụng trong các cái đoạn thơ, trong các khổ thơ đó. Vậy thì việc cái chìa khóa, cái mấu chốt, cái then chốt của chúng ta cần phải khám phá được các bài thơ chính là việc các em sẽ phát hiện ra những hình ảnh thơ đặc sắc, những ngôn từ được lạ hóa và những cái biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong các cái câu thơ như thế nào. Và cuối cùng là từ đó chúng ta sẽ thấy được cái tình cảm của nhà thơ được thể hiện ra sao trong bài thơ đó. Thì đấy chính là những cái điều mà các em cần phải lưu ý khi mà chúng ta làm, chúng ta nghị luận về một bài thơ. Và có 4 cái dạng đề như sau. Đầu tiên là một dạng đề phân tích, nêu cảm nghĩ, nghị luận về một đoạn thơ hoặc là khổ thơ. Đây là một dạng đề rất là quen thuộc. Dạng đề thứ hai là phân tích về một phương diện nội dung hoặc là một yếu tố nghệ thuật trong bài thơ. Một phương diện nội dung ví dụ như là một phương diện tình cảm, đúng không nào? Hay là một phương diện về giá trị, một phương diện về khía cạnh tình cảm trong tác phẩm, hoặc là về nhân vật trữ tình trong tác phẩm, hoặc một yếu tố nghệ thuật ví dụ như giọng điệu thơ, ví dụ như là mạch cảm xúc, vân vân. Có thể đề bài dạng đề bài thứ ba là đưa ra một nhận định hoặc một ý kiến về một bài thơ và yêu cầu các em chúng ta sẽ viết bài để chứng minh cho ý kiến và nhận định đó. Và dạng đề bài cuối cùng là dạng đề bài khái quát tổng hợp, so sánh đối chiếu giữa nhiều bài thơ khác nhau, giữa nhiều bài thơ khác nhau hoặc là giữa các bài thơ có cùng chủ đề. Đây là 4 dạng đề mà các em rất thường gặp trong cái đề thi vào 10. Trong đó thì cô lưu ý là dạng đề 1 và đề 2, tức là nghị luận về một đoạn thơ, khổ thơ, hay là nghị luận về một phương diện, nội dung, yếu tố nghệ thuật trong bài thơ sẽ là chiếm một cái số lượng nhiều nhất. Và cô sẽ đi vào một số những cái bài cụ thể để từ đó các em ta sẽ hình dung ra được cái phương pháp làm bài. Cô lấy ví dụ một đề như sau. Một đề bài đưa ra về bài thơ Viếng Lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương. Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng vô tận cho sáng tạo nghệ thuật. Và một nhà thơ đã viết: Bác nằm trong giấc ngủ bình yên, giữa một vầng trăng sáng dịu hiền, vẫn biết trời xanh là mãi mãi, mà sao nghe nhói ở trong tim. Trích trong Viếng Lăng Bác của Viễn Phương. Viết một đoạn văn quy nạp khoảng 10 cho đến 12 câu văn, có sử dụng phép nối và thành phần khởi ngữ.
trình bày cảm nhận của em về khổ thơ trên. Đây là một dạng đề bài rất là quen thuộc với dạng đề Hà Nội, đó là viết đoạn văn theo các kiểu diễn dịch quy nạp và tổng phân hợp. Có yêu cầu số câu rất là rõ ràng và có cả tích hợp các kiến thức tiếng Việt ở trong đó. Thế thì điều đầu tiên là các em cần phải khai thác tối đa đề bài. Ở đây đề bài đưa ra là cảm nhận của em về tình cảm thương tiếc vô hạn của nhà thơ Viễn Phương trong khổ thơ trên. Chúng ta sẽ lấy luôn ý trong đề bài trở thành câu mở đầu, trở thành câu chủ đề của đoạn luôn. Và câu chủ đề này, đoạn văn yêu cầu là đoạn văn quy nạp, tức là chúng ta sẽ đặt ở cuối đoạn, đúng không nào? Từ đó chúng ta sẽ, sau khi chúng ta xác định được câu chủ đề rồi, thì bước tiếp theo là các em sẽ đi vào xác định những hình ảnh thơ đặc sắc, những biện pháp nghệ thuật, những ngôn từ được sử dụng đặc sắc trong bài thơ, trong đoạn thơ. Thì các em thấy rằng ở đây trong khổ thứ 3 của bài Viếng Lăng Bác, các em sẽ thấy có một số những hình ảnh đặc sắc. Đó là hình ảnh giấc ngủ bình yên, vầng trăng sáng dịu hiền, trời xanh mãi mãi, đúng không ạ? Là những hình ảnh đặc sắc. Rồi những biện pháp nghệ thuật, đây chúng ta sẽ thấy có biện pháp, đó là biện pháp nói giảm nói tránh, bác nằm trong giấc ngủ bình yên. Dường như là nhà thơ cảm nhận bác, cái sự ra đi của bác rất là nhẹ nhàng, bác như là bước vào một giấc ngủ ngàn thu. Và hình ảnh vầng trăng sáng dịu hiền tượng trưng cho tâm hồn cao cả, trong sáng, thanh cao của bác Hồ. Rồi hình ảnh vẫn biết trời xanh là mãi mãi. Trời xanh là mãi mãi, một lần nữa chúng ta lại gặp lại một hình ảnh thiên nhiên vĩnh cửu, ẩn dụ cho sự lớn lao, cao cả và sự trường tồn của bác trong lòng dân tộc, nhân dân. Đặc biệt ở đây chúng ta thấy có một cách diễn đạt rất là đặc biệt, đó là câu thơ mà sao nghe nhói ở trong tim. Rõ ràng là chúng ta không thể nào cảm nhận nỗi đau bằng âm thanh là nghe nhói ở trong tim. Vậy ở đây nhà thơ đã sử dụng biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác và thể hiện một cái nỗi đau rất là cụ thể, rất là hữu hình. Và từ đấy thì chúng ta thấy được rằng là qua đấy chúng ta cũng cảm nhận được tình cảm của tác giả. Đây đó là tình cảm lòng tiếc thương vô hạn của nhà thơ Viễn Phương đối với bác. Và tình cảm của nhà thơ Viễn Phương cũng chính là tình cảm của nhân dân ta đối với bác. Cái nỗi đau đớn và xúc động nghẹn ngào. Thế thì đấy là cô đi vào một bài cụ thể để các em thấy được cái cách khi mà chúng ta khai thác với một đoạn thơ hoặc một khổ thơ cụ thể, đúng không nào? Cô nhắc lại các bước như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ xác định câu chủ đề, tức là nội dung chính của đoạn thơ. Ở đây nội dung chính của đoạn thơ chúng ta đã vừa xác định rồi. Sau đó chúng ta sẽ đi vào phân tích những hình ảnh thơ đặc sắc, những biện pháp nghệ thuật, những từ ngữ được sử dụng lạ hóa, được đặc sắc ở trong đoạn thơ. Và từ đó chúng ta sẽ khái quát lên tình cảm của nhà thơ được thể hiện trong đoạn thơ hoặc là khổ thơ đó. Với dạng đề thứ hai là nghị luận về một vấn đề thuộc về nội dung hoặc là nghệ thuật của bài thơ, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Ví dụ, ở đây đề bài là em hãy viết bài văn nêu cảm nhận về vẻ đẹp của mùa xuân và ước nguyện của nhà thơ Thanh Hải trong bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ. Đề bài ở đây yêu cầu liên quan một khía cạnh liên quan đến nội dung của tác phẩm. Thế thì chúng ta sẽ lấy chính đề bài trở thành luận điểm. Mở bài chúng ta sẽ giới thiệu về hoàn cảnh sáng tác và bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ của Thanh Hải. Ở phần thân bài, các em sẽ khai thác chia ra làm hai phần luận điểm. Luận điểm thứ nhất đó là vẻ đẹp mùa xuân. Luận điểm thứ hai là ước nguyện của nhà thơ. Vẻ đẹp mùa xuân ở đây chúng ta thấy có vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên trong khổ 1 và vẻ đẹp mùa xuân đất nước trong khổ 2 và 3, đúng không nào? Như vậy là chúng ta sẽ chia nhỏ vấn đề ra. Chúng ta lấy chính cái yêu cầu đề bài đấy trở thành những luận điểm. Và chúng ta sẽ khai thác và chúng ta sẽ chia cái bố cục bài thơ nhỏ ra để các em chúng ta phân tích. Và khi vào vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên thì chúng ta sẽ phân tích ở khổ 1. Chúng ta lại quay trở lại với cái kỹ năng, cái thao tác phân tích ban đầu mà cô vừa mới hướng dẫn các em. Đi vào phân tích những hình ảnh thơ đặc sắc, những biện pháp nghệ thuật tu từ cụ thể. Rồi sau khi phân tích xong vẻ đẹp của mùa xuân thì chúng ta sẽ phân tích luận điểm thứ hai, đó là ước nguyện của nhà thơ trong bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ được thể hiện rõ nét trong khổ 4 và khổ 5. Bắt đầu từ câu thơ ta làm con chim hót cho đến câu dù là tuổi 20, dù là khi tóc bạc. Thì đấy là chúng ta từ một cái khía cạnh trong nội dung thì chúng ta sẽ khai thác trở thành những cái luận điểm trong bài. Và các em chúng ta lại quay trở về với kỹ năng căn bản, đó là kỹ năng chúng ta phân tích từng đoạn thơ. Dạng bài thứ 3 là đề bài đưa ra một ý kiến hoặc một lần nhận định liên quan đến bài thơ và yêu cầu chúng ta sẽ phải chứng minh nhận định đó. Cô có một đề bài sau, có ý kiến nhận xét về bài thơ Sang Thu như sau. Qua những hình ảnh giàu sức biểu cảm của nhà thơ hữu tình,
người đọc cảm nhận được thiên nhiên lúc sang thu có những biến chuyển thật nhẹ nhàng và tinh tế. Cô đọc lại ý kiến. Qua những hình ảnh giàu sức biểu cảm của nhà thơ Hữu Thỉnh, người đọc cảm nhận được thiên nhiên lúc sang thu có những biến chuyển thật nhẹ nhàng và tinh tế. Hãy phân tích bài thơ để chứng minh nhận định trên. Với những đề bài mà có ý kiến nhận định thì các em luôn luôn nhớ cách làm, đó là trong phần mở bài các em giới thiệu bài thơ, nhưng chắc chắn là chúng ta sẽ phải giới thiệu nhận định ý kiến đó đưa vào trong mở bài. Sau đó, thao tác thứ hai trong phần thân bài, khi chúng ta triển khai ý thì các em chúng ta cần chia nhỏ vấn đề ra, chia nhỏ ý kiến đấy ra. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy rằng là trong ý kiến của nhà phê bình nghiên cứu, người đọc cảm nhận được thiên nhiên lúc sang thu có những biến chuyển nhẹ nhàng và tinh tế, đúng nào? Thế thì ở đây là tác giả đã xác định được cái thiên nhiên lúc sang thu rồi. Thiên nhiên lúc sang thu có những biến chuyển nhẹ nhàng và tinh tế, tức là chúng ta sẽ tập trung vào những cái biến chuyển của đất trời lúc sang thu. Nó sẽ nằm trọng tâm ở khổ 1 và khổ 2. Đấy, như vậy chúng ta sẽ nhận được ngay là những biến chuyển của thiên nhiên lúc sang thu sẽ nằm trọng tâm ở khổ 1 và khổ 2. Sau đó chúng ta sẽ lại quay trở lại với kỹ năng phân tích ban đầu mà cô hướng dẫn các em theo các bước. Chúng ta lại quay trở lại với khổ 1 với những cái tín hiệu của thiên nhiên giao mùa sang thu, những tín hiệu như là hương ổi, gió xe và sương trùng trình qua ngõ. Chúng ta cũng tiếp tục với những cái tín hiệu khác như là có đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ đi vào phân tích những cái biến chuyển rất là nhẹ nhàng, tinh tế của nhà thơ Hữu Thỉnh, thiên nhiên lúc giao mùa. Nhưng ở đây chúng ta sẽ phải bám sát vào ý kiến nhận định của người đưa, của đề bài đưa ra, đó là thiên nhiên, những biến chuyển của thiên nhiên lúc sang thu, chứ chúng ta sẽ không tập trung vào những cái cảm nghĩ suy ngẫm của con người nữa. Thế thì đấy là cô nói thêm để các em chúng ta thấy rằng là chúng ta khai thác tối đa đề bài, bám thật sát đề bài và dùng chính đề bài đấy để triển khai trở thành những cái luận điểm. Và sau khi mà triển khai thành luận điểm rồi, chúng ta lại quay trở lại để chúng ta quay lại với kỹ năng ban đầu là kỹ năng phân tích theo từng đoạn thơ và khổ thơ như cô đã hướng dẫn các em. Đề bài cuối cùng đó là đề bài, đây là đề bài tổng hợp, đề bài khó. Đó là đề bài gom các cái tác phẩm cùng chủ đề. Người ta gọi đây là dạng đề bài khái quát và tổng hợp. Dạng đề bài như sau, cô có một đề bài cụ thể. Vẻ đẹp, hình tượng người lính qua hai bài thơ đồng chí và bài thơ về tiểu đội xe không kính được thể hiện như thế nào? Em hãy viết bài văn để nêu cảm nhận của mình. Thế thì đây là một dạng đề bài mà với các tác phẩm có cùng chủ đề, ví dụ như là chủ đề về tình cảm gia đình, hay là chủ đề về tình yêu quê hương đất nước, hay là chủ đề về người lính cách mạng. Thì như vậy khi mà chúng ta học các tác phẩm về thơ cũng như là về truyện thì các em luôn luôn cần phải có cái thao tác và tư duy, đó là tư duy tổng hợp. Sau tư duy phân tích chúng ta sẽ tổng hợp lại vấn đề. Các em sẽ tổng hợp gom các tác phẩm lại với nhau, chúng ta sẽ cùng có cái tư duy so sánh, đối sánh giữa những cái điểm chung và những điểm riêng qua các cái tác phẩm. Và từ đấy thì chúng ta sẽ tìm ra được những điểm chung và điểm riêng đó. Thế thì ví dụ như ở đây đề bài này là vẻ đẹp hình tượng người lính qua hai bài tiểu đội đồng chí và bài tiểu đội xe không kính, thì ta sẽ khai thác như thế nào? Phần mở bài bao giờ chúng ta cũng sẽ giới thiệu cái hình tượng người lính là một hình tượng trung tâm trong văn học kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Chúng ta sẽ giới thiệu về hai bài thơ đồng chí và bài thơ tiểu đội xe không kính. Sau đó, tiếp theo trong phần thân bài, khi chúng ta khai thác về vẻ đẹp hình tượng người lính thì chúng ta sẽ khai thác ở dựa trên hai cái ý cơ bản. Thứ nhất là vẻ đẹp hình tượng người lính ở những cái điểm giống nhau giữa hai bài thơ. Điểm giống nhau đó là tình cảm đồng chí đồng đội. Điểm giống nhau đó là tinh thần lạc quan. Điểm giống nhau đó là lòng yêu nước. Rồi sau đó chúng ta sẽ khai thác những điểm khác nhau căn bản giữa hai bài thơ. Ở bài đồng chí thì chúng ta lại thấy là nhà thơ khắc họa rất là rõ nét cái hình tượng người lính trong kháng chiến chống Pháp và những anh lính xuất thân từ tầng lớp nông dân, nên là họ vẫn giữ được cái sự chân chất Pháp mộc mạc của mình. Và ngay cả trong cách xưng hô anh với tôi đôi người xa lạ cũng như vậy, thì cách xưng hô rất là rõ. Và trong bài thơ đồng chí thì nhà thơ đã lý giải cái cơ sở hình thành tình đồng chí cũng như là những cái biểu hiện cao đẹp của tình đồng chí, để từ đó chúng ta thấy được cái vẻ đẹp của người lính trong kháng chiến chống Pháp. Họ cùng chung nhiệm vụ, cùng chung chiến đấu gian khổ, và họ đã sát cánh bên nhau, đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới đầu súng trăng treo. Ở đây chúng ta thấy được cái vẻ đẹp chân chất giản dị của những người lính cách mạng trong kháng chiến chống Pháp đã được thể hiện qua một cái bút pháp lãng mạn và kết hợp với hiện thực của nhà thơ Chính Hữu. Tức là chúng ta khi mà phân tích cái điểm khác nhau ấy, thì các bạn chúng ta nên phân tích từng bài, cái sự điểm khác nhau trong từng bài. Còn đến với bài thơ tiểu đội xe không kính thì các em lại thấy là điểm khác nhau của bài thơ tiểu đội xe không kính hình tượng người lính thì lại xuất thân từ tầng lớp trí thức, đúng không nào? Và vì tầng lớp trí thức nên là họ sẽ có một cái rất là hóm hỉnh này, nhí nhảnh này, hồn nhiên và yêu đời.
Vì thế nên chúng ta mới thấy rằng cái giọng điệu của bài thơ Tiểu Lộ Xe Không Kính cũng rất là khác, đó là giọng điệu mang chút pha chút ngang tàng, chút hóm hỉnh, không có kính ừ thì có bụi, không có kính ừ thì ướt áo, đúng nào. Và cái vẻ đẹp mà cái sự dũng cảm hiên ngang, cái sự ung dung và lạc quan đấy cũng được thể hiện một cách rất là sinh động và chân thực, cũng như là khắc họa được cái chân dung của những anh chiến sĩ lái xe trên tuyến đường Trường Sơn năm xưa. Thế thì khi mà phân tích, chúng ta cần phải rõ các điểm giống nhau, các điểm khác nhau trong từng bài thơ, và cuối cùng thì chúng ta lại cần phải khái quát lại là dù là những bài thơ ở các giai đoạn khác nhau nhưng hình tượng người lính vẫn được ca ngợi với những cái vẻ đẹp phẩm chất và được thể hiện thông qua những cái biện và thông qua những cái bút pháp nghệ thuật nhất định, hoặc là bút pháp hiện thực kết hợp với lãng mạn, đúng nào. Thế thì với những dạng đề bài tổng hợp khái quát như vậy thì một cái tư duy mà chúng ta cần phải có chính là tư duy tổng hợp và tư duy so sánh đối chiếu. Sự so sánh đối chiếu giữa các bài khác nhau và cái kỹ năng để chúng ta tổng hợp kiến thức giữa các bài khác nhau. Ở đây thì trong chương trình ngữ văn lớp 9 các em sẽ thấy có một số những dạng chủ đề, như là chủ đề về người lính này, chủ đề về tình cảm gia đình, chủ đề về tình yêu quê đất nước, chủ đề về lao động, đúng nào? Là những cái chủ đề mà các em có thể gom các bài lại với nhau, chứ chúng ta không nên chỉ học riêng lẻ từng bài một. Như vậy là về thơ thì cô lưu ý với các em là chúng ta sẽ nhớ đặc điểm đặc trưng của thơ là thơ là tiếng nói của cảm xúc, của tình cảm. Vì thế nên chúng ta sẽ phải khai thác rất là sâu cái khía cạnh cảm xúc và tình cảm trong bài thơ. Chúng ta không sa đà vào những cái suy diễn mà chúng ta tập trung và phân tích rất là kỹ càng và cụ thể những biện pháp nghệ thuật, những hình ảnh thơ đặc sắc. Từ đó chúng ta mới khái quát lên tình cảm của nhà thơ. Và một nguyên tắc chung trong kỹ năng phân tích thơ, nghị luận về thơ chính là việc chúng ta phải đi từ nghệ thuật đến nội dung. Cô nhắc lại là đi từ nghệ thuật đến nội dung, chúng ta bám sát cơ sở vào bài chứ chúng ta không suy diễn hoặc là đưa kiến thức từ bên ngoài vào. Cô sẽ cùng bước sang phần tiếp theo, đó là dạng đề nghị luận về truyện. Nếu như thơ là tiếng nói của cảm xúc và tình cảm thì tác phẩm truyện, tác phẩm tự sự được ví giống như là những cái bức tranh thu nhỏ của cuộc sống vậy. Và vì là truyện nên chúng ta sẽ cần phải nắm chắc một số những cái khái niệm sau đây. Đầu tiên đó là yếu tố cốt truyện. Việc đầu tiên khi mà các em chúng ta học bất cứ một tác phẩm truyện nào là chúng ta cần tóm tắt cốt truyện, là chúng ta phân tích được cái diễn biến cốt truyện đấy, đúng nào. Điểm thứ hai, trong một tác phẩm truyện bao giờ cũng có một tình huống truyện. Tình huống truyện, vậy thì tình huống truyện là gì? Nếu như là nhà văn Nguyễn Minh Châu thì ông định nghĩa tình huống truyện, ông ví nó giống như là một cái lát cắt của cuộc sống, ông ví như một lát cắt của cuộc sống, và ông ví nó giống như là một cái lát cắt và một cái sự xoay chuyển tình thế. Và trong cái lát cắt cuộc sống đấy, trong một cái sự kiện lớn đấy thì nó bộc lộ tất cả những tính cách, phẩm chất của nhân vật cũng như là cái ý đồ sáng tác của nhà văn. Người ta gọi đấy là tình huống truyện. Cô nhắc lại, tình huống truyện là một cách mà nhà văn xây dựng một cái sự kiện lớn ở trong tác phẩm mà bộc lộ được rõ cái ý đồ của mình. Đấy, ý đồ của mình. Cô lấy ví dụ như trong tác phẩm Làng của Kim Lân thì các em thấy là có một tình huống tập trung, đó là tình huống ông hai nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc, và toàn bộ cái nhân vật ông hai được xoay quanh cái tình huống đó. Hay là tình huống trong tác phẩm Lặng Lẽ Sapa thì tình huống lại xoay quanh cuộc gặp gỡ và trò chuyện giữa ba nhân vật, anh thanh niên, cô kỹ sư và bác họa sĩ. Tình huống trong Chiếc Lược Ngà thì lại xoay quanh hai tình huống truyện. Tình huống thứ nhất là tình huống xoay quanh nhân vật bé Thu. Bé Thu gặp lại con, gặp lại ba sau 8 năm xa cách nhưng kiên quyết không nhận ông Sáu là ba. Và lúc mà bé Thu nhận ông Sáu là ba là lúc mà ông Sáu lên đường. Đó là tình huống thứ nhất và thể hiện rõ nét cái tình cảm của bé Thu dành cho ba. Tình huống thứ hai thì lại xoay quanh nhân vật ông Sáu. Ông Sáu ở chiến khu, ông Sáu đã dồn tất cả tình yêu thương nỗi nhớ để làm cho con Chiếc Lược Ngà. Nhưng ông chưa kịp trao thì ông đã hy sinh. Thế thì cả hai tình huống chuyện của Chiếc Lược Ngà đều có một chữ nhưng, nó thể hiện cái sự éo le, cái sự trớ trêu của chiến tranh. Rồi tình huống của chuyện Những Ngôi Sao Xa Xôi, chúng ta lại thấy là tập trung toàn bộ cái vẻ đẹp của các cô gái thanh niên xung phong ở tình huống đó, là tình huống một lần phá bom. Rồi trong chuyện ngắn Bến Quê của Nguyễn Minh Châu cũng vậy, nhà văn xây dựng rất nhiều những cái tình huống ở cái sự nghịch lý và sự trớ trêu, là tình huống mà Nhĩ từng đi khắp nơi trên trái đất nhưng mà lại chưa bao giờ đặt chân đến cái bãi bồi bên kia sông Hồng ngay trước cửa nhà mình. Rồi là anh Nhĩ đã từng đi khắp nơi nhưng mà cuối đời thì lại bị căn bệnh hiểm nghèo và phải nằm một chỗ. Và cuối cùng là cái ước nguyện cuối cùng của anh Nhĩ, anh ấy mong muốn đứa con trai của mình có thể thay mình đặt chân sang bờ bên kia sông Hồng, nhưng mà cuối cùng đứa con thì lại không thực hiện được ước nguyện đó. Hết tất cả cái điều đó là những cái tình huống, và tình huống nó xoay quanh nhân vật và buộc nhân vật phải bộc lộ tất cả những cái tính cách, phẩm chất của mình. Vậy đó là yếu tố tình huống truyện em cần phải xác định. Yếu tố thứ ba trong truyện ngắn
đó là yếu tố về nhân vật. Nhân vật được coi là linh hồn của tác phẩm truyện, bất cứ tác phẩm nào cũng phải có nhân vật, dù đó là người hay là vật, đồ vật, con vật thì chúng ta cũng thiếu có nhân vật, đúng nào? Và khi phân tích nhân vật thì các bạn cần phải chú ý phân tích các khía cạnh của nhân vật như là lai lịch, hoàn cảnh xuất thân, như là ngoại hình, lời nói, hành động của nhân vật, rồi tính cách, phẩm chất của nhân vật, và một điều mà không bao giờ thiếu được chính là nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn. Yếu tố cuối cùng trong tác phẩm truyện chính là giá trị và chủ đề của tác phẩm truyện đấy hướng đến đó là gì. Như vậy là với truyện các em cần phải nhớ các yếu tố căn bản, yếu tố cốt truyện, yếu tố tình huống truyện, yếu tố nhân vật, yếu tố chủ đề, tư tưởng, và một yếu tố nữa cũng rất quan trọng đó là yếu tố chi tiết nghệ thuật trong truyện. Chi tiết nghệ thuật đặc sắc trong truyện là một cái tình tiết trong truyện thôi, nhưng tình tiết ấy lại bộc lộ được rõ nét những cái vẻ đẹp của nhân vật hoặc là có thể là một ý đồ của nhà văn. Có ví dụ như là tình huống về bó hoa mà anh thanh niên tặng cho cô kỹ sư là một chi tiết rất là quan trọng trong tác phẩm Lặng lẽ Sapa. Và chi tiết đấy nó đi theo suốt tác phẩm từ đầu cho đến cuối. Chi tiết bó hoa tinh thần đó là chi tiết mà một ấn tượng hàm ơn khó tả dạt lên trong lòng cô gái, không phải vì bó hoa mà ngẫu nhiên mơ mộng mà anh cho thêm cô, mà là còn bó hoa khác nữa, đúng nào? Thế thì cái bó hoa đấy là bó hoa tinh thần mà anh thanh niên đã tiếp thêm động lực và niềm tin cho cô kỹ sư. Hay là chi tiết rất là quan trọng cho tác phẩm Chiếc lược ngà, đó là chi tiết vết thẹo và chi tiết chiếc lược ngà. Chi tiết vết thẹo nó được ví như là cái sự di chứng của chiến tranh, nó in hẳn trên cái gương mặt khắc khổ của anh Sáu, và nó cũng làm cho cha con anh bị chia cắt. Chi tiết vết thẹo được coi như là cái bằng chứng về cái sự khốc liệt tàn khốc của chiến tranh bom đạn. Còn ngược lại, chi tiết chiếc lược ngà trong tác phẩm Chiếc lược ngà thì ta lại thấy nó thể hiện vẻ đẹp của tình phụ tử thiêng liêng. Chiếc lược ngà là bằng chứng cho tình phụ tử bất diệt trong chiến tranh, nó là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa người còn sống với người đã khuất, đúng nào? Vậy thì trong tác phẩm về truyện, các em lại cần phải chú ý về những cái chi tiết quan trọng đó. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ cùng xác định với nhau các dạng đề nghị luận về truyện, bao gồm các dạng đề sau. Dạng đề thứ nhất là phân tích nhân vật, dạng đề thứ hai là phân tích tình huống truyện hoặc là một cái yếu tố trong một yếu tố về nội dung hoặc là nghệ thuật của truyện. Dạng đề thứ ba là đưa ra một nhận định hoặc một ý kiến về tác phẩm và chứng minh, và dạng đề cuối cùng là dạng đề khái quát tổng hợp so sánh đối chiếu giữa nhiều tác phẩm cùng chủ đề với nhau. Dạng đề thứ nhất là phân tích nhân vật. Ví dụ như phân tích nhân vật Phương Định trong tác phẩm Những ngôi sao xa xôi, phân tích nhân vật anh thanh niên trong Lặng lẽ Sapa, hay phân tích nhân vật bé Thu, ông Sáu trong tác phẩm Chiếc lược ngà. Thế thì phân tích nhân vật thì bao giờ chúng ta cũng sẽ đi theo một cái dàn ý rất là rõ ràng. Thứ nhất là chúng ta cần phải giới thiệu về nhân vật, lai lịch, hoàn cảnh, là công việc của nhân vật nếu có. Thứ hai là chúng ta cần phân tích nhân vật qua những cái tình huống cụ thể, thông qua những hành động và lời nói, để từ đó chúng ta toát lên được những tính cách, phẩm chất của nhân vật. Và cuối cùng, phần này là phần mà các bạn học sinh rất hay thiếu, chính là phần về nghệ thuật xây dựng nhân vật. Dạng đề thứ hai là một yếu tố liên quan đến tác phẩm truyện, có thể là về nội dung hoặc là nghệ thuật, ví dụ như là yếu tố liên quan đến tình huống hoặc chi tiết nghệ thuật. Thì các em cũng cần nhớ là chúng ta sẽ khai thác tối đa đề bài. Ví dụ như là đề bài đưa ra là phân tích tình huống trong tình huống bé Thu gặp lại ông Sáu sau 8 năm xa cách, đúng nào? Thì chúng ta có thể phân tích cái tình huống đó trong toàn bộ cái đoạn đầu của tác phẩm Chiếc lược ngà. Thế thì phân tích như vậy, đấy là một dạng đề phân tích về một khía cạnh, một yếu tố của truyện. Thì chúng ta lại cần phải nhớ được các cái chi tiết trong tác phẩm truyện. Và với tác phẩm truyện và thơ thì chúng ta phải cố gắng nhớ các cái dẫn chứng cụ thể rõ ràng. Thơ chúng ta thuộc, mà còn truyện thì chúng ta phải nhớ các chi tiết. Nếu là dạng đề đưa ra một nhận định hoặc một ý kiến về tác phẩm và chúng ta chứng minh, thì chúng ta lại quay trở lại cho cô với việc cô hướng dẫn lúc nãy liên quan đến tác phẩm thơ. Các em bám sát vào nhận định và ý kiến đó liên quan đến tác phẩm truyện. Chúng ta chia nhỏ cái nhận định đó ra thành các ý và đưa thành các cái luận điểm. Và sau đó chúng ta sẽ bám sát vào để triển khai các luận điểm đó ra. Dạng đề cuối cùng là đề khái quát tổng hợp và so sánh đối chiếu giữa nhiều tác phẩm khác nhau. Ví dụ như đề khái quát tổng hợp đó là dạng đề nói về vẻ đẹp của con người lao động, đúng nào, qua tác phẩm Lặng lẽ Sapa và tác phẩm Làng của Kim Lân, nhân vật ông Hai cũng là vẻ đẹp của con người lao động, ví dụ như vậy. Hòa vậy thì với những cái dạng đề mà tổng hợp so sánh đối chiếu như vậy thì cô lại quay trở lại để hướng dẫn các em là chúng ta cần phải có hai kỹ năng tổng hợp và kỹ năng so sánh đối chiếu giữa điểm giống và điểm khác nhau giữa các tác phẩm. Và khi các em học ấy thì chúng ta cũng luôn luôn thực hành cái kỹ năng tổng hợp và kỹ năng so sánh đối chiếu này để chúng ta sẽ làm tốt hơn cũng như nâng cao hơn cái kỹ năng làm bài của mình.
Như vậy là cô Trang vừa mới hướng dẫn các em các cái phương pháp làm bài cụ thể đối với dạng bài nghị luận về truyện và nghị luận về thơ. Sau đây thì cô sẽ giải đáp thắc mắc một số những câu hỏi mà trong phần giao lưu trực tuyến của các bạn học sinh mà cô nhận được một số các câu hỏi như sau. Bạn Ngọc Ánh ạ, bạn hỏi là cô ơi làm thế nào để căn chuẩn thời gian cho từng phần trong một bài văn nghị luận ạ? Đây cũng là một cái kỹ năng rất là quan trọng, đó là kỹ năng việc chúng ta phân bố thời gian, đúng không nào? Thế thì tùy vào từng đề và tùy vào từng cái thời gian làm bài. Cô lấy ví dụ như này ạ, nếu như đề thời gian làm bài của các em là 120 phút mà phần nghị luận của các em là chiếm 5 điểm, tức là chiếm một nửa số điểm, đúng không nào? Thế thì phần nghị luận của các em bắt buộc tối đa thời gian của các em là 60 phút. Tối đa đấy, cô đang nói tối đa. Còn đương nhiên chúng ta sẽ phải làm dưới thấp hơn 60 phút. Vậy dù các em có làm như thế nào, chúng ta phải căn chuẩn thời gian là 60 phút. Thêm nữa, trong quá trình trước khi mà các em làm bài, thao tác đầu tiên là các em cần phải phân tích đề và đọc thật kỹ đề bài. Thao tác này mất khoảng tầm 5 phút thôi, nhưng rất là quan trọng. Tức là việc các em sẽ dùng bút để chúng ta gạch các cái từ khóa ở trong đề bài, những cái yêu cầu về nội dung, yêu cầu về mặt hình thức cụ thể trong đề bài để chúng ta gạch ý ra nháp, lập cái dàn ý ra nháp trước. Sau đó, sau 5 phút đó, sau khi lập dàn ý ra nháp xong, các em mới bắt đầu chúng ta viết bài. Và tùy vào từng bài, ví dụ như là bài là 5 điểm, tức là bài văn, chúng ta viết mà thời gian là 120 phút thì chúng ta sẽ chỉ căn chuẩn thời gian là 60 phút để viết thôi. Còn 60 phút còn lại ta phải làm các câu khác, đúng không nào? Hay là ví dụ như thời gian là 120 phút nhưng mà đề bài đưa ra thì chỉ chiếm khoảng 3 điểm, thì rõ ràng các em cũng chỉ viết tầm khoảng 45 phút thôi là tối đa rồi. Thế như vậy là đấy là cái ngay từ đầu cái thao tác là chúng ta chỉ cho phép mình viết đến như vậy thôi, ta không cho phép viết hơn. Bạn Minh Anh ạ, với một bạn mà học văn không tốt như em thì cô có thể giúp cho em cách đơn giản nhất để triển khai ý và viết bài được không ạ? Cô cũng vừa mới trả lời câu hỏi của bạn Minh Anh ở trong phần cô trình bày rồi, đó chính là với thơ thì các bạn sẽ đi cho cô theo 4 bước ạ, về kỹ năng phân tích thơ ạ. Một là khái quát nội dung của đoạn thơ, khổ thơ. Bước 2 là phân tích những hình thơ đặc sắc. Bước 3 là phân tích những tác dụng của các biện pháp tu từ và những từ ngữ biểu cảm được thể hiện trong đoạn thơ. Và bước cuối cùng chính là chúng ta khái quát nhận xét về bức tranh thơ cũng như là tình cảm của nhà thơ được thể hiện trong đó. Đây là 4 bước ạ. Còn đối với nghị luận về truyện thì nó cũng sẽ có các dạng khác nhau. Ví dụ như chúng ta phân tích về nhân vật chẳng hạn, chúng ta cũng có cái mô hình dàn bài rồi, đúng không nào? Là chúng ta giới thiệu về hoàn cảnh, lai lịch, xuất thân của nhân vật, công việc, về phân tích chúng ta bám sát vào các tình huống chuyện, rồi lời nói, hành động của nhân vật, khái quát lên phẩm chất của nhân vật. Và bước cuối cùng là chúng ta sẽ phân tích về nhận xét về nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tác phẩm. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải nắm chắc được các phương pháp làm bài và các bước làm bài, và chúng ta kiên trì và kiên định đi theo nó. Chúng ta không cho phép mình suy diễn, viết lan man. Và đặc biệt là các em cần phải học thật kỹ tác phẩm, nắm chắc từng chi tiết trong tác phẩm. Bạn Linh hỏi, cô ơi nghị luận về một tác phẩm thơ hoặc truyện thì có cần dẫn chứng thực tế vào không ạ? Thì ở đây cô xin trả lời luôn là chúng ta tập trung vào dẫn chứng trong tác phẩm. Chúng ta không nên đưa dẫn chứng thực tế, tức là dẫn chứng bên ngoài vào. Thi vào 10 thì dạng nào và thường thi vào những tác phẩm thơ và truyện nào ạ? Những dạng thông thường thì là những dạng mà cô Trang vừa mới khái quát. Đó là các dạng liên quan đến về thơ thì có dạng liên quan đến phân tích, nghị luận về một bài thơ hoặc đoạn thơ, đúng nào? Hay là về một yếu tố trong về nội dung hoặc là nghệ thuật của tác phẩm thơ. Về truyện ta thường sẽ có phân tích nhân vật hoặc là phân tích một khía cạnh, một yếu tố về nội dung hoặc nghệ thuật của truyện. Còn về tác phẩm nào thì rất là khó trả lời, bởi vì chúng ta thấy rằng là chúng ta có tất cả những cái tác phẩm mà được Bộ Giáo dục và Sở Giáo dục quy định đưa ra để những tác phẩm ôn rồi, và chúng ta sẽ trọng tâm ôn vào những tác phẩm đó. Em học được nhưng khi viết thì em gặp khó khăn trong cách chuyển ý như thế nào cho hay? Bạn Hồng Sơn hỏi, đây cũng là những cái khó khăn mà các bạn học sinh thường gặp trong quá trình khi mà các em viết, chúng ta gặp khó khăn trong quá trình chuyển ý, đúng không nào? Khó khăn này cũng của bạn Hồng Sơn, cũng là khó khăn của nhiều bạn học sinh khác. Thì cô có thể hướng dẫn các em một số những cái từ nối để các em thêm vào để chúng ta chuyển ý, ví dụ như là ngoài ra, thêm vào đó, không những thế này mà còn thế kia. Hoặc nếu chúng ta chuyển ý giữa các đoạn với nhau, các em có thể dùng cái mẫu câu là nếu như đoạn thơ đầu của bài thơ Đồng Chí là những biểu là cơ sở hình thành tình đồng chí, thì đến đoạn thứ hai nhà thơ Chính Hữu đã thể hiện những biểu hiện cao đẹp của tình đồng chí. Tức là chúng ta dùng cái mẫu câu là nếu như bên trên thế này thì bên dưới thế kia, ngoài ra, thêm vào đó. Đấy, đây là những cái cách chúng ta chuyển ý. Còn nếu như bạn nào chúng ta muốn chuyển ý một cách khéo léo hơn, văn chương hơn và hấp dẫn hơn, sinh động hơn, thì các em có thể dùng những cái lời nhận định, ý kiến của các nhà phê bình để chúng ta chuyển ý giữa các đoạn với nhau. Hoặc là chúng ta dẫn dắt một cách khéo léo về tình cảm của nhà thơ, cái sự kết nối trong mạch cảm xúc tình cảm của nhà thơ.
Cô lấy ví dụ như là trong bài nói với con của Y Phương chẳng hạn, thì các em thấy rằng là cái sự chuyển ý giữa các đoạn nó rất là liên kết logic với nhau. Nếu như đoạn đầu là nói về cội nguồn sinh thành và nuôi dưỡng con, đoạn 2 nói về phẩm chất của người đồng mình, đúng không nào? Thì các em thấy rõ ràng là giữa hai đoạn nó có chuyện chuyển ý rất là rõ, là vì người cha nói với con về cái cội nguồn sinh dưỡng đầu tiên đấy, thì người cha mong muốn con sẽ tiếp nối những cái phẩm chất tốt đẹp của người đồng mình. Như vậy chúng ta cần phải bám sát vào để chúng ta chuyển ý. Bạn Anh Thư, em gặp khó khăn trong việc tìm ý mở bài và khai thác những ý mình đang có sẵn, mong cô giúp em. Cách tìm ý trong mở bài thì cô vừa gợi ý cho các em lúc nãy là các em cần khai thác tối đa đề bài. Đề bài chính là một cái gợi ý rất là căn bản và quan trọng cho quá trình các em làm bài. Và hơn nữa là chúng ta cũng không nên quá lan man và quá sa đà vào những cái nhiều bạn thì cứ tham dẫn dắt, tức là chúng ta cứ đưa nhận định nọ nhận định kia, chúng ta tham dẫn dắt mãi không vào được vấn đề. Thì đây cô khuyên là các em nên cố gắng ta viết một hai câu dẫn dắt thôi, còn sau đó chúng ta sẽ đi vào vấn đề luôn. Bạn Nguyễn Hằng, cô ơi, sai lầm thường gặp khi viết văn nghị luận là gì ạ? Những sai lầm thường gặp thì chúng ta thấy là thường là các bạn sẽ viết dài này, viết lan man này, viết không đúng trọng tâm này, hoặc là có thể là các bạn sẽ viết suy diễn này, tức là từ ý này các bạn suy diễn sang ý khác. Lỗi một cái lỗi thường gặp tiếp theo là cái lỗi mà sai nhiều nhất, lỗi mà trừ điểm nhiều nhất chính là lỗi sai kiến thức và lệch đề lạc đề. Còn lỗi sai thông thường các bạn thì thông thường các em thường hay viết lan man, không đúng trọng tâm vấn đề, hoặc là các em thường hay viết cảm tính, có nghĩa là mình nghĩ như thế nào thì mình viết như thế. Để lỗi diễn đạt, tức là viết cảm tính văn nói và chúng ta không bám sát vào yêu cầu đề bài, ta không bám sát vào văn bản mà chúng ta viết rất là lan man sa đà. Đấy là lỗi thường gặp. Còn về lỗi chính tả hay lỗi dùng từ, chúng ta cũng rất có rất nhiều các lỗi khác nữa. Tuy nhiên là cô hướng dẫn, cô lưu ý là các em có những lỗi văn nghị luận như vậy. Cô ơi, đưa dẫn chứng vào bài văn như thế nào để cho thuyết phục ạ? Ở đây thì bạn Hoài Thu hỏi cô như thế này, thì đây là hỏi rất là chung chung. Thì dẫn chứng ở đây thì đương nhiên là chúng ta sẽ có dẫn chứng trong truyện và dẫn chứng trong thơ, đúng không nào? Dẫn chứng trong thơ thì cô hướng dẫn lúc nãy rồi, chúng ta có hai cách trích ạ, đó là trích dọc và trích ngang. Trích dọc tức là chúng ta trích cả khổ, còn trích ngang là chúng ta trích một câu hoặc là hai câu và trích luôn trong bài. Thế còn dẫn chứng trong truyện thì chúng ta phân tích đến đâu chúng ta dẫn chứng đến đó. Ví dụ khi các em nói rằng là bé Thu, cái tình yêu thương cha của bé Thu được thể hiện đó là tình yêu thương của tính cách của một cô bé rất là bướng bỉnh, rất là ương ngạnh chẳng hạn, thì chúng ta dễ dẫn chứng luôn đó là cô bé đã hất tung cái trứng cá khi mà được ông Sáu gắp vào cái chén của mình, đúng không? Chúng ta lấy dẫn chứng luôn như vậy để cho thuyết phục. Đấy, thì đây là một số những cái câu hỏi mà các bạn hỏi cô trong quá trình mà giao lưu trực tuyến. Ngoài ra cô mới nhận thêm được một số câu hỏi khác nữa. Để bạn Thảo hỏi cô ạ, đề thi hay có yếu tố thực tế làm sao để chúng em làm được tốt ạ? Cô hướng dẫn em với ạ. Cô chưa hiểu cái câu hỏi của bạn Thảo là yếu tố thực tế ở đây là gì. Bởi vì ngày hôm nay thì cô Trang chỉ tập trung chia sẻ với kiểu bài nghị luận về truyện và nghị luận về thơ, tức là những tác phẩm mà trực tiếp các em học ở trong nhà trường. Còn yếu tố thực tế thì cô đang chưa hiểu là bạn đang muốn nói đến những, có thể là bạn đang hỏi về yếu tố liên quan đến vấn đề xã hội, đúng không ạ? Đấy, thế thì nếu như có đề bài mà nó lại liên quan đến vấn đề về nghị luận xã hội, ví dụ như là bài nói với con của Y Phương chẳng hạn, thì người ta có thể hoàn toàn đưa ra những vấn đề về yếu tố về thực tế, ví dụ như là vấn đề về lòng tự hào dân tộc, vấn đề về tự tôn dân tộc, hay là vấn đề về hành trang vững bước cho con vào đời, vân vân. Thì như vậy nó lại thuộc sang một dạng đề bài khác, đó là đề bài nghị luận về hiện tượng đời sống và nghị luận về tư tưởng đạo lý, tức là nghị luận xã hội rồi. Thì ở đây cô sẽ không cô sẽ chưa tập trung để giải đáp ngày hôm nay. Các câu hỏi khác thì cô sẽ giải đáp và không thuộc cái chủ đề ngày hôm nay thì cô sẽ giải đáp sau. Và cô hứa với lại các em là cô sẽ còn gặp lại các em trong một buổi livestream khác liên quan đến những cái sai lầm thường gặp trong kỳ thi vòng 10 và hướng dẫn các em cách làm bài văn nghị luận xã hội. Bạn Trần Mai thì nói rằng là cô ơi, tìm nguồn dẫn chứng ở đâu để đưa vào văn ạ? Thì ở đây chúng ta đang tập trung vào kiểu bài nghị luận về truyện và thơ thì đương nhiên là chúng ta sẽ lấy dẫn chứng là truyện và thơ rồi, những tác phẩm các em được học trong sách giáo khoa rồi. Nhưng ngoài ra nếu như các em có lấy dẫn chứng liên quan đến những ý kiến hoặc là những nhận định của các nhà nghiên cứu phê bình liên quan đến tác phẩm thì các em cần phải trích rõ nguồn, trích rõ nguồn. Đấy. Thế thì trong quá trình khi mà cô hướng dẫn các em ôn thi cũng như là học về ôn thi vòng 10 thì cô Trang nhận thấy rằng là các em thường gặp khó khăn và thường hay mất điểm ở trong dạng bài liên quan đến nghị luận về truyện và nghị luận về thơ. Và ngày hôm nay thì với trong cái thời lượng rất là ngắn của chương trình là thời lượng chúng ta chỉ có khoảng 40 phút để chúng ta chia sẻ và trò chuyện với nhau thôi. Vậy thì chúng ta cũng khó để mà có thể giải đáp tất cả những thắc mắc của các em. Tuy nhiên cô cũng mong là các bạn có thể để lại tất cả những câu hỏi bên dưới giúp cô ở ngay phía dưới của buổi livestream là cô sẽ có phần giải đáp và ban biên tập chương trình sẽ gửi lại cái câu trả lời cho các em một cách rõ ràng hơn và kỹ càng hơn. Thêm nữa là với những bạn mà các bạn tương tác tích cực
Và các bạn để lại các câu hỏi bên dưới thì cô Trang sẽ có một cái phần quà tặng cho các em, chính là một cái tài liệu ôn thi vòng 10 mà cô tin chắc chắn rằng sẽ giúp ích cho các em rất nhiều trong quá trình khi mà chúng ta học ở nhà, nhất là trong những cái ngày mà chúng ta học trong nhà mùa dịch như thế này. Còn nữa là một điều chia sẻ với các em là thời lượng chương trình thì không còn nhiều nữa, thì cô trò chúng ta chỉ gặp nhau trong 40 phút này thôi, nhưng mà cô rất là hy vọng những cái chia sẻ của cô sẽ giúp ích cho các em một phần nào đấy trong cái phương pháp làm bài cụ thể. Và chúng ta phải hướng đến phương pháp, đó chính là phương pháp hiệu quả và khoa học, hiệu quả tích cực và khoa học, thì điều đó sẽ giúp ích cho các em rất là nhiều trong quá trình khi mà chúng ta ôn thi luyện thi, cũng như là chúng ta sẽ chinh phục được kỳ thi của chúng ta. Và nếu bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm về các cái kiến thức mà cô đang hướng dẫn các em thì các em có thể trực tiếp vào trong trang học mãi.vn và tìm khóa học của cô, đó là khóa học mà HM10 tổng ôn, thì các em có thể theo dõi thêm các cái nội dung mà cô chia sẻ rất là chi tiết hơn trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Và cô chúc là các em giữ được sức khỏe thật là tốt, chúng ta luôn luôn giữ được cái tâm thế và tâm lý thật là bình tĩnh, vui vẻ, thoải mái, chúng ta luôn luôn suy nghĩ tích cực và lạc quan để chúng ta sẽ tiếp nhận kiến thức cũng như là sẽ có một cái kỳ ôn thi thực sự là hiệu quả và đạt như là mong muốn nguyện vọng của các em. Cô chào các em và hẹn gặp lại các em ở trong các cái buổi tiếp theo.